Ao ước một lần được em lấy nick anh lên kênh, có gì Trâm giúp anh toại nguyện. Vào game thấy tên nick ghê quá, hết Trâm heo rồi giờ đít bự. Nhìn tên bạn Rừng này chắc muốn trở thành idol TikTok đây, vì Rừng là xạ thủ. Đồng thời team bạn thuộc loại máu giấy nên mình dùng phù thần quang này nhé. Để xịt phát chết luôn không cho nó cơ hội hút máu. Phù hiệu này cái đầu tiên giảm 10% hồi chiêu cho chiêu cuối. Cái thứ hai tăng duyên giáp. Thứ ba thần quang nổ thêm sát thương. Cái thứ bốn hạ địch hoặc hỗ trợ hồi lại máu. Và cái cuối cùng thêm công phép với công vật lý. Dùng hiệu thần quang thì di chuyển phải cẩn thận. Chứ mùa này chiêu cuối không giải được khống chế bị úp sọt dễ chết lắm. Nhưng bù lại chơi phù hiệu này mà xịt mấy đứa máu mỏng thì rất là phê chứ ê kéo dài. Ví dụ như team bạn có con cá là tướng hồi máu, mình phải chơi phù hiệu kèm trang bị sốc sát thương mạnh để lượng sát thương mình gây ra nhiều hơn lượng máu nó hút vào, thế mới dễ ăn được. Chứ mà thiên về lên đồ thủ thì đánh nó lâu chết hơn. Rừng nó vừa ăn trên kia nên mình chạy xuống bùa xanh trước, biết nó sắp qua nhưng vẫn gắng ăn vì chỉ có liều mới ăn nhiều thôi. Rát nó bị gờ rác kéo rồi, Phoenix thì biết mình trộm, nhưng nó đợi mình ăn gần xong nó cấp cơ. Nhưng bằng kinh nghiệm trộm bùa 3 năm thì sao có thể nhường cho một đứa không làm mà đòi có ăn được. Dí theo chút nữa là có chuyện liền đó nha. Nhiều video trước mình có nói rồi, phù hiệu thần quang đi kèm giày phù thủy, kèm ngọc xanh 10 viên xuyên giáp phép là đầu game xịt thằng nào chết thằng đó. Đích bạn này không có ngọc hút máu phép nên hiện mình đang chơi là ngọc tím 9 viên tốc chạy. May mắn là nó cũng hợp với lối chơi này, đào đường nhanh, cấu rỉa tốt nhưng ngại solo gần. Núp đầy đợi Richter sát hơn là xịt, chứ nó gần trụ như này xịt nó chạy được ngay. Đấy, thử hỏi có cay không chứ, không kéo là nó ăn trọn combo mình rồi. Lên giải phù thủy xong lên trượng bùng nổ nhé, hai món này lại hợp nhau, qua lăm le con bùa đỏ đã. Vắng vẻ hóa ra hai đứa đang trộm bùa xanh tim mình, nhưng kệ thôi, về cũng không kịp, cứ phải ăn đã. Ai chết thì chết chứ phải no cái bụng, làm thêm con tắc kè này luôn. Muốn đánh Phoenix thì mọi người cứ dùng chiêu một trước, đợi nó lướt xong mới ném chiêu 2 nhé. Chứ mà ném chiêu 2 trước là nó né được đấy. Như con cá trê này dí mình, cứ bình tĩnh thôi. Chiêu 2 mà hồi thì thành cá nướng ngay. Khi đối đầu với cá trê cuối game, mọi người nên lên quả cầu băng xương để khi nó lao vào còn đỡ được. Còn những món còn lại lên phun phép khỏi cần giáp xịt phát chết luôn. Còn đã muốn chơi giáp thì ít nhất cũng phải 2 món trở lên chứ một món không ăn được, nó và đau lắm. Mọi người để ý bùa đỏ chưa ra, còn Rừng nó chuẩn bị lên ăn phía trên này, nên mình lên núp bụi trước nhé. Chơi Natalia phải liều tí mới hấp dẫn, mới nhanh giàu. Đợi chờ và rồi hút trọn cục nợ luôn. Mít nó lúc nãy còn dưới kia, tốc thì hết máu nên con bùa này phải là của mình rồi. Còn không phải về chứ thằng rát nó đấm chết. Lên giày kiên cường còn khó chết chứ giày này nó đẩy phát là hết thấy mặt trời luôn. Vẫn là lối chơi giả vờ sợ đi đường này cho địch thấy, nhưng lại vòng về bụi giữa để núp bụi, đảm bảo địch chủ quan nên rất dễ chết, uy tín luôn. Nãy lên tiếp món này mà quên nói với mọi người, quyền trượng hút máu nhé. Cái trang bị mà Natalia không bao giờ để thiếu, vì thiếu nó thì không có chuyện sợp am chiêu cân 2 cân 3 đâu, muốn trâu bò phải có món này. Chạy nhưng luôn hỗ trợ đồng đội nhé. Lúc bụi quan sát chủ lực rồi ném chiêu, Slim ăn trọn hai chiêu vậy sao sống nổi. Tưởng ăn được mạng này thì SP kéo ăn mất. Rồi tự nhiên chủ quan, tung trượt chiêu 2 là xác định luôn.
đọc câu ăn bùa đi mít thấy nói yêu đời làm sao, vì trang bị này thiếu hồi chiêu nên có bùa xanh thì sướng lắm luôn. Nói chung chơi trang bị nào, nó cũng có cái lợi của nó. Mình thấy con Natalia là lên cái gì cũng hợp hết, tùy vào cách chơi khô máu hay núp bụi thôi. Mới thấy Victor kéo phát ra con cá, ảo thật đấy. Này thì núp bụi. Rồi sạch sẽ luôn. Đã mang tiếng phun đêm thì phải lên vương miện nữa, cho lượng phép nhiều hơn. Mới khen liệu bố nhàn cái là lao lên solo cân 2 luôn. Ném cho cục choáng thì hết đường lùi, đường nào cũng không thoát được. Làm hết rồi dừng chỉ việc nhấp nhẹ thôi. Mình nhắc lại là bộ trang bị này nó thích hợp đánh với mấy đứa pháp sư xạ thủ máu mỏng và khó áp sát. Chứ mà địch có tướng kiểu như Ben, Ngộ Không, Nắc, Zuka, Keza thì không nên lên, vì bọn nó lao vào mình dễ bay màu lắm. Nếu combo chúng đôi khi họ cũng chết, nhưng chết một lần chứ lần khác chưa biết ai chết đâu. Lên gì thì lên nhìn đội hình team bạn trước đã. Chỉ cần lên sai loại giày thôi là xác định phế rồi đấy. Đôi giày nó quan trọng lắm. Cá chê bây giờ gì phát nào thấm phát đó. Đấy là chưa có chiêu hay. Chứ mà combo chiêu hai chúng rồi chiêu một là gần chết. Chú ý sờ lim nhé. Cứ bình tĩnh thôi, cứ nghĩ team bạn là danh đồng. Tiện đây mọi người ai chưa follow TikTok Trâm Anh thì cho mình một follow nhé. Ở đó đăng nhiều pha highlight ghê lắm. Tí nữa là chết kìa. Dùng bộ này nên đứng sau, đứa nào lao vào team mình thì xịt, vừa bảo kê đồng đội, vừa có mạng. Clip dừng tại đây rồi, cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ mình. Ai quên chưa đăng ký thì cho mình một lượt đăng ký kênh nhé. Mình có hai kênh YouTube là Trâm Anh 5 phút và Trâm Anh Nata. Ai chưa đăng ký thì cho mình một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn ạ.